đây là map pick của EG, cho nên Heric sẽ bắn bên phía City side trước. Và hiện tại nhìn thấy lối lên đồ Heric thì họ đang có 4 cái giáp 1 và lượng bom mì chuyển trong người của Thesis. Bắt đầu bắn nhau xảy ra, Refresh đang phải đối đầu trực diện, Sus là người lên tiếng với double kill và Refresh có thể một mạng. Sợ kill đổi được cho mình duy nhất một nháy thôi. Hiện tại vẫn đang cố gắng quẩy, nhưng vào vây anh bị kẹp bởi quá nhiều người. Và đó là một mạng hạ gục duy nhất đến từ vị trí của Evil Genesis. Đây là những tình huống set bài vào để chiếm lại của chân cùng một Boiler. Và trong bom say A thì đang có tới 3 người của Heriker. Người tiếp theo bên phía EG phải ngã xuống đó chính là chẳng Breezy. Chỉ còn lại 3 player còn lại. Và tông vào bom say A đối với 3 người của Heric luôn. Thì cơ hội nào để cho vị trí EG ở đây. Skill có một skill làm đôi, nhưng skill đó là tất cả gì có thể làm được. Và Heric tiếp tục giành chiến thắng ở round thi đấu này. Đã vượt qua trong mình được một cái key round. Cây điện lần này ta đang muốn đẩy cục vào khu vực lầu A. Và anh ấy lắc ra tìm thấy Breezy nhưng không có được cái mạng nào cả. Breezy với lợi thế của AK đang găm viên đạn găm vào đầu của cái chàng cây điện. Và qua đó mang về lợi thế về người cho Evil Genesis. Di chuyển khá là khéo léo nhưng lại không thành công. Quan trọng đây mới là bất ngờ của Heric. Đã có một người đẩy lầu, bây giờ hai người cùng cương lầu. EG mà bò lên sẽ là cái án tử danh gọ mà thôi. C4 đã rơi rồi, double kill dành cho các thành viên của Heric. Và chỉ còn lại một mình Breezy ở trên khu vực lầu A với 2 HP còn sót lại thì phải sử dụng ốp mà thôi. 3 đấu 4 tại thời điểm này. Middle Refresh cũng đã nghe ra tiếng động. Flash bắt đầu được trả ra, không, đó là một quả smoke được trả lên trên khu vực lầu A. Nhưng ở chuối thì Stewie đã bắt đi thành công cái tên của Starven. Và đây là tiền đề để đội hình bên phía team EG có thể bách ngược với bom side B thành công. Bom B của Heric thì lại đang bị bỏ trống, chỉ có một mình T-Sit ở đây. Và để xem liệu gió có thể làm được gì đến T-Sit không đây. Đổi được một và như vậy là quá đủ rồi. Một mình Rush, một VS2 khi một quả C4 đang rơi. Rush đáp smoke thì chắc chắn anh ấy cũng đã phần nào đó lộ ra vị trí bản thân mình. Refresh cũng đã móc tới nơi rồi. Một thế bánh mì kẹp thịt quá khó khăn. Đây rồi, surprise. Và đó là mạng này cho vị trí của chàng Refresh. 7-1 với 8 round thi đấu. Quá đơn giản, quá dễ. Heric họ chỉ cần cứ giữ đội hình như thế này và từng vị trí bắn chắc nữa thì gần như không có quá nhiều cơ hội cho EG đâu. Nhưng mà lần này thì Kaden có vẻ hơi yếu anh rồi. Save vẫn sẽ cần đổi ít nhất là một cho tới hai mạng. Anh ấy có đôi, anh ấy cần có ba. Cũng đây câu trả lời là suýt chút nữa có ba. Anh ấy bắn được đó là 2.5. Rush lúc này chỉ có 42 máu thôi. Bom site B tạm thời được chiếm tới từ Evil Genesis. Và Breezy sẽ là người đi móc. Tình huống lúc này đã là 3m3. Đẩy qua smoke không quá khôn ngoan tới từ Refresh. Và cơ hội giành chiến thắng ở round thứ 2 đang đến. Thesis không thể làm được điều gì cả, anh ấy bắn rất cục. Và đây rồi, sút sẽ trong tầm bắn của Breezy. Round điều chiến thắng thứ 2 đã đến với EG. Đây là một tình huống mà EG đang muốn chơi cục. Smoke chưa tàn, muốn búp một flash để băng qua smoke luôn. Nhưng vẫn đang hơi chần chừ đến từ các thành viên của EG. Và đó là một quyết định hợp lý, bởi vì ở đây đang có một quả lửa băng qua lửa. Ulti Batech đang cầm bom anh ơi. Double kill dành cho Refresh rồi. C4 rơi giữa đường như thế này thì ai nhặt được bây giờ. Tiếp tục là Refresh đẩy ra triple kill rồi. Skill có một nhưng cần phải có thêm rất nhiều mạng nữa đến từ Skill thì mới có thể nghĩ về một chiến thắng dành cho các thành viên của EG. Double kill rồi đó, liệu rằng có thể làm được triple kill hay không đây, hay sẽ là qua ra kill dành cho Refresh đẩy ra và Skill là người giành chiến thắng. Rush cùng với người đồng đội của mình vẫn còn hy vọng trong round thi đấu này. Nhưng cần phải hạ gục đi T-Sit trước cái đã. Người khỏe máu đã nằm, người yếu máu thì cũng ra đi luôn. Round thi đấu bắn quá hay đến từ vị trí của Refresh tại khu vực middle. Làm 3, bắt đi được người cầm C4, bắn đinh được cái tên của Skill. Còn Rush ở trong pha xử lý cuối thì có lẽ là anh ta không ngờ được vị trí đứng của T-Sit. Chúng ta đã nhìn thấy gần như chỉ có một mình anh vị trí chàng này là đang chơi game thôi. Stewie và Breezy thì đang dần dần hồi sinh. Còn Rush lúc này đang trước lại ở con số 8. Ulti và tích ga xuống, Rush cũng đi theo. Kaden cũng đã bắt chết skill rồi. Breezy nằm xuống, một mình Stewie 2K còn lại. Và có vẻ như là anh ấy sẽ lên bảng thờ sớm thôi. Và không đổ được bất kỳ một mạng nào đến từ vị trí của Stewie 2K cả. Một cái thế đánh và một thế thắng nó gọi là dễ như trẻ tre được Heric tạo nên. Refresh cũng đang tạo ra áp lực tại khu vực middle rồi và EG càng lúc càng bí.
họ sẽ phải làm gì đây? Bom mìn không còn quá nhiều, mất đi vị trí TV rồi. Ultimatic đổi được một, tiếp tục là cái tên Ultimatic đang di chuyển và cần phải có thêm được mạng T-Seed thì mới mở ra đường thắng dành cho các thành viên của EG. Đội hình của EG phần còn lại đang đánh thẳng vào khu vực bom side B rồi. Một mình cái tên của Starven sẽ cần phải kê hai đường và bắt đi vị trí nào đây? Trong bom trước, ICT trước, Starven đang toàn tính của anh ta hạ gục đi Ultimatic thành công. Như vậy bây giờ Starven chỉ cần bắn một đường thôi và đồng đội đang móc máy ngay sau lưng rồi. Sinh tồn là được Starven ạ. Nhưng mà refresh anh ta đã ngã xuống và chỉ còn lại hai player thôi từ Heroic 2m3 và đây lại là cơ hội mở ra cho EG. EG mà thua round này thì thôi, đúng là không còn gì để có thể nói nữa, không còn điều gì để vấn vương cả. Từng vị trí của họ đều đang rất thuận lợi. Còn bên phía của hai player tới từ Heroic, họ đang bị động hơn rất nhiều. Sus đã bị khẩu ốp của Circuit Pick và thôi coi như kết thúc round hiệu này và tỷ số 3-10 sẽ có về cho vị trí của Genesis thôi. Một round thi đấu hiếm hoi chúng ta được nhìn thấy EG họ tỏa sáng. Vấn đề là có quay lại chuối cũng không thể chiếm chuối nhanh đến từ đội của EG. Vì vị trí của Starven nhảy check rất tốt và anh ta còn có bom để trả ra câu kéo thời gian đối phương. Xin một loạt bằng quả quay đến từ vị trí của Starven đi. Giơ cứu đổi được một nhưng đồng đội thì lại mất đến tận hai. Và EG còn lại hai thành viên, chính xác là ba thành viên duy nhất mà thôi. Muốn bỏ ngược lên mid, không được đâu sói ơi. Ritzy bị bắt mất rồi. Thì bộ đôi còn lại của EG tham minh này bắt buộc phải quay ngược trở lại của bom side B. Bom B đang có gần như là ba thành viên của Heroic đang trấn thủ ở đây. Với vị trí T-Seed góc bút lên rất đẹp và anh ta bắt đi Ultimatic quá dễ dàng. Circuit cũng không thoát khỏi động xuống của Cadian. Nhưng dù sao để chiếm map tốt từ EG. À chính xác là vì Henry thì đúng hơn. Stewie ngã xuống rồi. Rossi xỉnh. Breezy đổi được cho mình duy nhất một mạng và đang là lợi thế hơn người cho Heroic. Bị kiểm soát toàn bộ khu vực mid đến từ các thành viên của EG. Đối phương trả luôn Spock ra để tập trung bắn về đường second mid. Bà tôi refresh bị bắt bởi Ultimatic rồi. Tay là rất đòi. Circuit lại nằm xuống ngay sau đó. Mỗi bên đều đang có một thương binh. Nhưng với EG họ đang thua người. Ultimatic muốn bỏ lại và đúng cái đường cống kia thì Britzy lại bị bắt đi ở khoảng tam minh trước này. Chỉ còn lại một mình Ultimatic thì làm sao mà có thể giành chiến thắng trước thành viên của Heroic được đây. Anh ta là một khẩu Mark 10, lại còn yếu máu nữa. Và tỷ số thời điểm hiện tại đã là 12-3 dành cho các thành viên của Heroic ở lượt thi đấu first half. Full bài bom side B được răng ra bây giờ. Stewie lộ ra info của mình rồi. Một smoke được trả ra, không có quá nhiều ý nghĩa dành cho Stewie. Anh ta vẫn lần vào khu quát thành công nhưng đã bị nằm xuống ngay sau đó. Âm xuống của Sus bắt bài khu vực bom side A và bây giờ trả một cái giá quá đắt đến từ các thành viên của Evil Geniuses. Họ còn những quả đồ để có thể búp ra chiếm lại khu vực bom side. Nhưng liệu rằng làm được hay không đây? Ultimatic đổi được một cây điện lại làm được đổi. EG còn lại hai cái tên mà thôi. Rush cùng với Britzy cần phải phối hợp với nhau thật tốt. Rush đang không có giáp. Đối mặt anh ta là cây điện. Một AP còn sót lại nằm xuống ngay lập tức rồi. Đổi ca thôi và vị trí của anh chàng Britzy cũng bắt đi được cây điện thật đấy. Nhưng round thi đấu chiến thắng thì đó nằm ngoài tầm với của EG mất rồi. 13-3 dành cho Heroic. Và với việc để thua round thi đấu Pistol này thì cái cửa thắng của EG càng lúc càng nhỏ hơn. Liệu rằng họ có thể thực sự làm điều đó hay không nào? Ultimatic cũng một vài tên đạn spam ra đã khiến cho đối phương yếu máu rồi. Nhưng T-Seed vẫn tanh lên. Vị trí của Rush bắt đi một người. Britzy đổi được một mạng. Đội hình của các thành viên team Heroic đang rụng rời hoàn toàn khi mà Rush bắn hay quá. Ultimatic và Rush cứ thế mà làm thịt đội hình Heroic thôi. Hai người bắt sạch năm cái tên của Heroic. Đó là thi đấu chiến thắng thứ tư mang về cho Evil Geniuses. Khu vực lầu A thì không có bất kỳ một player nào của EG đang bén mà tới cả. Họ đang bắn sâu, đây là góc thi đấu mà. Ôi Breezy anh ta lại chết chạy à. Sợ kiểu đổi là bạn T-Seed thành công. Breezy cũng quá nhiều lợi thế nhưng lại không thể tận dụng được. Tâm lý Hồng Kông đến từ vị trí của Breezy. Đây không phải là một map thi đấu mà anh ta có phong độ tốt. Ít ra là trong pha 4v4 này thì đội hình của EG đang có quá nhiều sự chủ động tại khu vực chuối. Nhưng Stewie biết đối phương bỏ smoke ở chưa đây, bắt đi được hai người đến từ Stewie rồi. Ông vua của việc bỏ smoke đã bắt đi hai thành viên đối phương, muốn làm lại những gì Stewie từng ngày làm. Và bây giờ thì EG không chỉ có quyền chủ động ở chuối, họ còn có được quyền chủ động ở khu vực middle. Bộ đôi còn lại của Heroic đều đã lộ hết thông tin. Và bây giờ họ đánh vào A, đánh vào B thì cũng sẽ trở thành bánh mì kẹp thịt. Circuit hạ cũng được cây điền thì câu chuyện của anh chàng Refresh coi như sẽ là chấm dứt ở đây. 1v4, hơi khó để có thể tưởng tượng ra kịch bản này dành cho vị trí của Refresh. Nhưng anh ta đã từng 1v5 được rồi mà. Đúng, nhưng mà đấy là Liquid chứ không phải EG. À thì cũng e đây cả. Nhưng mà bây giờ Refresh phải cầm Galil cơ.
cũng mắc Inferno đấy, nhưng bây giờ phải cầm Galil, lúc ấy nó phong thủy hơn rất nhiều. À, anh ta quyết định cầm ốp, và đó là sự tình huống có vẻ như là vứt ốp đi để đội hình bên phía của EG không thể nhặt được thêm một khẩu ốp nữa. Sẽ double ốp ở mang chịu Inferno thì khá là khó chịu. Và bây giờ refresh điểm anh ta sẽ cần phải cố gắng sinh tồn. Và vị trí của ông tiêu tích lao lên, mà một cái chết nhân đạo khi refresh hình như vẫn được chết sau thời gian. Và anh ấy bắn ốp thì cũng ở mức ổn, không phải là mức quá xuất sắc, nhưng cũng có thể coi là ổn. Và đây là cơ hội không thể tận dụng được tới từ Steel ạ. Con số 5 nó vẫn đứng ở đó, nó vẫn không hề thay đổi chút nào cả. Và đây sẽ là lúc đèo thì có thể cây kêu ứng. Câu trả lời là không. Bộ đôi bom sai bên chết chay. Stewie thì không thể tạo nên được cái highlight anh ấy đã từng làm ở Major Boston năm 2018. Trời đất ơi, hết ừ, hết thật rồi ư. Có những thứ nó chỉ nằm ở trong quá khứ thôi anh ạ. Ôi trời ơi. Có một cái đội tuyển nào vô địch Major năm 2019 ấy, bây giờ có làm ăn được gì đâu. Ông này highlight tận 2018. Bây giờ 2022 rồi. Nào, 2 vs 5. Xem đội hình của các thành viên EG họ có clutch được hay không. Đây, ui, 3 người cùng đứng ở World Cup xếp thành một cái kim tự tháp ạ. Vào kiểu gì bây giờ, T-Seed bắt được sơ kiểu rồi. Và đó là round thi đấu chiến thắng dành cho Heroic. Thua hạp bài. Nhưng tôi không quá bất ngờ về cái kết quả này. Nó chỉ là sớm hay muộn trước khi các thành viên của Evil Genesis họ bại trận ở Inferno mà thôi. Và cùng xem nào, EG rõ ràng họ sẽ bắn bên phía City side trước rồi. Chả ai bắn lại chọn bên phía T trước cả. Rush có mạng đầu tiên, Ultimatic lên tiếng. Ultimatic làm cho mình được đổi mạng trước khi ngã xuống bởi Staven. Tình huống lúc này đang đưa về đó là 2 vs 4. Và có thể thấy rằng EG họ đang có được một chút lợi thế nhỏ nhỏ đặt cho pistol này. Không chỉ là một chút đâu, đây là một rổ. C4 đang rơi giữa bom sai B. Và các thành viên Eric còn lại 2 thành viên. Cây điền cần phải móc càng nhanh càng tốt đi thôi. Xong rồi, Staven bị bắt đi. Thì kiểu gì cũng sẽ có người kê lại với chịu cây điền mà thôi. Bởi vì tham minh quá lâu và không thấy anh ta ở đâu cả. Thì địch sẽ đoán ra là cây điền có thể sẽ móc. Thôi, nhường mạng cho Steel đi. Mấy ông kia ăn no rồi còn gì nữa. Rush có rồi, Ultimatic ăn rồi, VG cũng có mạng rồi, thì đáng nhẽ nên nhường nốt cho Stewie để làm cho gọi là bộ ba năm nào chúng ta còn có thêm một chút mạng. Nhưng không, Rust rất tham lam và anh ấy không nhường cái mạng này cho bất kỳ một player nào cả. Vạn sự khởi đầu nan, và hiện tại thì EG họ đang có trong mình được bao nhiêu chiến thắng đầu tiên. Góc đứng quá đẹp của Rust và C4 đã rơi, nhưng Rust chỉ đổi được một mà thôi. Khá đáng tiếc dành cho anh chàng này khi nhìn tiếng chỏm đầu của đối phương lại không bắn được thành công. Và như vậy thì đội hình của EG đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực B-Ram cũng như là cả khu vực chân Heaven. Có một cái tên kê lại là Circle. Và Staven vẫn đang chưa chủ động bò vào. Circle thì đang phải kê tham minh cả hai hướng. Anh ta không biết ao sáng vào hay không. Và đây là khoảnh khắc Staven bắt đi được Circle. Bom sai A đang gặp quá nhiều nguy hiểm chỉ với hai cái tên mà phải kê rất nhiều đường khác nhau từ outside cho tới Heaven. Và quyết định của họ là khôn ngoan, đẩy cùng nhau ra midi, clear lại khu vực outside một phần nào đó để chỉ cần phải kê một hướng duy nhất mà thôi. Và refresh lộ bóng bị Stewie bắt đi rồi, cộng hai mạng dành cho Stewie. Nhưng Britzy vào bên trong offside là không may mắn được như vậy. Đội hình của EG đang đứng trước ngưỡng cửa để thua round thi đấu này. Nếu như Stewie bị bắt đi ngay tại đây thì cơ hội dành Ultimatic cũng là không còn nữa. Nhưng Stewie nói không. 2 vs 2 dành cho cả hai bên. Stewie có vẻ như là thực sự đã chơi game trở lại rồi, chứ không còn giống như ở map thi đấu đầu tiên nữa. Lợi thế đang quá lớn nghiêng về EG khi họ đang có hai người. Nhưng mà hiện tại Staven đang khỏe máu trong cái đó. 2 player còn lại của EG thì không phải là khỏe quá gì cả. Staven anh ta bắt được Ultimatic và vị trí của anh ấy chắc chắn cũng đã lộ ra. Stewie 2K sẽ phải xử lý tốt trong tình huống này. Stewie chỉ còn lại 43 máu thôi. Và đây rồi, lắc ra thì Staven anh ta hoàn toàn có thể có mạng pro. Thì đây là fake và Stewie chiến thắng luôn à. Staven suy nghĩ hơi nhiều. Và đó là round thi đấu chiến thắng tiếp theo dành cho Tam Thái Tử. Họ đều có thể bắn được map thi đấu lúc này mà thôi. Round này đội hình Heroic đang muốn charm cho bom xe A, bắt đi được tên Britzy thành công. Chỉ mất đi một người nhưng ngoài outside, Ultimatic có được mạng Staven. Có đoán rằng refresh đang rất gần mình hay không nào? Ultimatic lộ tiếng rồi, thôi xong đây sẽ là điểm kill dành cho Staven mà tôi sẽ dành cho refresh mà thôi. 3 vs 3, nhưng refresh đã yếu máu và sức kill là người hạ gục đi anh chàng này. C4 vẫn đang chưa được đặt. EG đẩy hai người B-Ram và đã về đến tận lobby. Đội hình của Heroic thì vẫn đang kẹt. Sus cùng với đó là vị trí cây điền sẽ phải làm gì bây giờ? Góc kề tốt đến từ Sus nhưng lại không thể đi rush thành công. Cây điền đẩy vào cũng chỉ là con mồi dành cho rush. 4-0 thuộc về đội hình của Evil Genesis. Sơ kill ở map thứ 2 này thì đang chưa chơi game quá nhiều, không giống so với cả map thứ đầu tiên.
Tràn vào trong mini thành công nhưng flash quá trắng đi, Brixy không thể đổi hài. Có đó là Ultimatic và sút nằm xuống rồi. Đội hình của Eric mặc dù chiếm được bom sai nhưng vẫn đang gặp rất nhiều sự khó khăn. Họ đã đưa tình huống là 3v3 nhưng bây giờ thì là thành 3v2 rồi. Các cái tên như là Refresh, như là Starven, liệu rằng có thể làm điều gì hay không đây? Đặt được quả C4 xuống trước cái đã. Nhưng những vị trí đẹp thì họ lại đang đều không chiếm được. Cần phải đẩy sang những góc thi đấu chủ động hơn đến từ đội hình Eric để có thể nghĩ về một round thi đấu giành chiến thắng. 2v3 EG, họ vẫn còn một rổ bom trên người. Trong khi đó với Eric thì họ chả có bất kỳ một cái gì cả. Những bước chân lặng lẽ sống trong sợ hãi, Skill đang muốn đẩy vào. Và liệu có nên là có một quả flash để support cho các thành viên bên phía của EG không? Đây, Razor Flash đã được trả ra nhưng vẫn chưa để tràn được vào trong ngoài khu vực mini. Ultimate ngã xuống, Rush cũng đã hy sinh. Và đây lại là thế khó rồi. EG họ không thể tận dụng lợi thế hơn người được, và chắc chắn là họ sẽ thua bởi làm gì còn thời gian nữa đâu. Nổ chắc chắn là chết. Và đó là round chiến thắng đầu tiên tới từ Heroic. Tình huống spam vừa rồi thì cầu chỉ được một chút máu đến từ các thành viên đến từ Sus mà thôi. Bắt đầu tràn ra hội bóng dây A luôn ư. Nhưng mà Breezy không đủ được ai cả. Ultimate có một skill lên tiếng, skill làm đôi. Còn lại đó là hai player, chính xác là hai player của phía EG thôi. Và họ quét sạch hoàn toàn đội hình của Heroic. Round chiến thắng thứ 6 đã đến cho Tam Thái Tử. Và nó đang để lộ ra một cái khe vô cùng to. Và bây giờ thì nó không còn bất kỳ một điều gì cả. Ôi, Flick trượt đến từ vị trí Okadian. Và anh ấy đã phải trả giá với điều này. Ultimatic tận dụng rất tốt và găm thẳng viên đạn vào đầu. Mất đi một người. Và quyết định của Heroic, họ sẽ đánh vào bom site A. Stewie chúng ấy đã có trong mình đó là 8 mạng. Còn Steven thì đã hy sinh dưới họng xuống của Breezy. Stewie đang rất muốn làm thêm một mạng nữa. Ultimatic đấm mồm refresh thành công. Stewie ngã xuống rồi. Steven 1v3. Cơ hội là có, nhưng nó đã chính thức khép lại và EG lên được con số 7. Tỷ số vô cùng là căng kèo. Skill pick được bạn Steven nhưng anh ta cũng phải ngã xuống cái. Sau đó skill bây giờ Kaden, anh ta đang bắt thêm cả vị trí của refresh double kill cho Kaden rồi. 2v3, Kaden đang muốn lập công trước tôi khi anh ta có được một mạng của vị trí Rush. Những round chính xác là có rất nhiều tình huống bắn nhau liên tục xảy ra. Ultimatic và Skill là hai player cuối cùng còn sống sót và họ đang bị đẩy ra ngoài khu vực bom sai. Bây giờ quả bom còn đang hướng về khu vực bom sai B nữa, và hiện tại ở B đang không có bất kỳ một ai đến từ EG cả. Ồ, quá hay đến từ vị trí của Sus. Một tiếng động ở ven được tạo ra dành cho cây điền, và Sus có info về việc Skill đang ở đâu. Skill sẽ bị quay từ cả hai đường khác nhau. Mà đây rồi, kèo, kèo đây rồi anh em ơi. Một team đã có dành cho vị trí của Sus. 6-7, có thể lên thành 7 đều hay không khi mà Ultimatic đang phải 1v2 và anh ta đang chọn sai địa điểm bom sai của mình. Ok chưa các bạn ơi. Và đó là những cái dự đoán của chúng ta đã chính thức clear rồi nhé. 6-7. Và liệu có lên tỷ số 7 đấy không đây, khi lúc này EG họ đang bị họ chỉ còn lại duy nhất một người đến từ Ultimatic thôi. Và rõ ràng Ultimatic cũng sẽ cần phải giữ lại lượng hỏa lực chứ không nên chơi lớn ở trong game này. Anh ta đang muốn chơi, anh ta bắt được đầu của Sus và cơ hội được mở ra. Ultimatic đã làm được một nửa công việc rồi. Spam ở khu vực tầng 2, nhưng mà Kaden dưới tầng 1 cơ bây giờ đã lộ vị trí. Bắt đầu có bắn nhau, Skaden vẫn còn tới 97 HP. Bắn qua tốn đạn, 10 viên còn lại tới từ Ulti. Và đó là chiến thắng cho Kaden chứ không phải là Timotita. Nhưng quan trọng là có đánh được hay không nào khi mà ngoài outside, vị trí mà một cánh đội EG đang muốn khai thác vẫn đang có Eric kề lại. Đã có một người bò được vào bên trong quả smoke thành công rồi. Những người còn lại thì đã lộ ra info của mình. Và sút trời ơi, bắn sau lưng không bắt được ai cả. Revenge trong một sai đổi được một mạng gục. Anh ta quẩy vẫn đang là khéo, Starven có một. Và đội hình của EG bây giờ mới đổi được cái mạng gục của Revenge thành công. Tiếp tục là vị trí của Starven muốn đẩy lên để bắt thêm cái tay vịt của EG. Vẫn chỉ là pha 3v3 mà thôi, nhưng T-Sit thì đã rất yếu máu rồi. C4 được đặt và đội hình của Eric chắc chắn họ sẽ muốn đi cứu bom. 3v2, EG lúc này họ cũng không còn cho mình bất kỳ một quả bom nào cả. Còn đối với Heroic, họ không có kit. Thời gian chắc chắn sẽ là một vấn đề tương đối lớn. Steel trong cái góc thi đấu này là rất đẹp. Và đó là viên đạn găm thẳng vào đầu của Steven. T-Sist thì cũng đã yếu máu từ trước đó. Kaden này ta muốn lao lên, bật bớt đến từ Stewie 2K rồi. Rush có mạng T-Sist, tình huống đưa về đó là 1v1. Kaden đã bắt chết Stewie thành công. Rush bấy đầu với Kaden và câu trả lời đó là chắc chắn EG sẽ thắng 3 thôi. Thời gian làm gì có đỡ đâu. Và thậm chí Rush còn chết diện luôn cả Kaden cho cẩn thận cơ ạ.
8 đều. Để Heroic có thể tạo nên sự khác biệt, họ đã có cho mình đó là những khẩu súng vô cùng to, spam rất nhiều. Nhưng Steven anh ta bị đàm trả lại cũng là tương đối lớn. Hiện tại thì Evil Genesis họ cũng đang đâm vào khu lobby là tương đối đông nữa cơ. Stewie Shukai là người đầu tiên phải hy sinh. Ultimate là thí sinh tiếp theo khi mà đó là mạng của Breezy. Trận đấu này đang có khoảng đâu đó 2 hay 3 tình huống mà deny đồng đội rồi. Em ạ, game sau anh sẽ cho một dự đoán đó là có giết deny đồng đội hay không. Nếu có map sau nếu có map sau chúng tôi sẽ có điều đó, bởi vì Starvin bắt đi được một skill cũng đổi được một. Đội hình của Evil Genesis đang muốn tăng thẳng của bom side B nhưng mà Starvin đã đứng ở đây mất rồi. Starvin bắn không chết đi được skill và các thành viên của Evil Genesis cơ hội lại được thắp lên một lần nữa. Refresh hạ cũng được rush thì tôi xong rồi, hai máu bắt cơ lắc 1v3 thế này thì làm sao mà thắng được đây. C4 thì còn đang rơi bên trong phòng quan sát và cơ hội dành cho các thành viên EG vừa được nhen nhóm nó đã mất đi. 9-10. Một khoảng thời gian trước đây khi phong độ của Circle đi xuống, lúc đó là lúc mà anh ta thi đấu tương đối kém hiệu quả. Nhưng bây giờ Circle đã thể hiện được rõ đấy là cái bản ngã của mình đã quay trở lại rồi. Khả năng bắn ốp của anh ta chắc chắn không phải dạng vừa. Smoke này có một cái khe và cây điền bắt đi được một Stewie yếu máu ngay lập tức nằm xuống, của Refresh. Ngoài outside EG tan vỡ hoàn toàn. Tại lobby họ đang muốn chuyển hướng đánh xuống B-Ram thì vẫn còn TTC ở đây. Flash không mù, bắn đinh được vị trí của Serky và lùi về an toàn đến từ cái tên của TTC. Địch đuổi theo, vẫn bắt đi được TTC. Thành công của bom side B đang được mở ra dành cho các thành viên của EG. Nhưng Refresh thì liệu rằng Heroic, chính xác là EG có thể đoán ra được hay không đây. Refresh thấy người rồi, vẩy tâm thẳng vào đầu của Rush. C4 đang được đặt nhưng vẫn là một tình huống khó dành cho các tên của EG và không được rồi. Serky lại bị đẩy vào một tình huống clutch với ngần này máu còn sót lại. Thì làm sao mà bắn được đây? 9 HP bây giờ chia đều ra cho mỗi người là 3 máu đấy từ vị trí của Skewer. Đối phương thì cũng đang rất từ tốn tôi bởi vì cơ bản là họ có kit ba lộ ra rồi. Skewer cũng không thể chạy đâu được cả khi Refresh ở ngay trên đầu. Như vậy là chúng ta không còn bất kỳ một lợi thế nào về mặt điểm số dành cho Evil Genesis nữa. Mọi thứ đã trở về xuất phát. Bắt đầu của em quả bom đầu tiên được trả ra. Refresh bây giờ góc đứng quá đẹp, đẩy ra một mạng rồi người ta double kill dành cho Refresh rồi, triple kill dành cho Refresh. Tay rất to đến từ anh chàng này. Bây giờ chỉ còn lại một mình Ultimate mà thôi, làm sao mà có thể đụng thủng bom sai một cách dễ dàng được đây. Như tôi đã nói, ở góc gần một viên file 7 vào đầu là nằm im và vị trí của Refresh làm cho các thành viên bên phía team EG một đôi thông ba cái mộ. Liệu rằng có thể làm được hay không nào? Sút rằng không hề bị quay, bắt được một đến sút double kill không. Đó là mạng dành của Refresh. Brinzy đổi được một đoạn cùng thật đấy, sút lại làm được đôi cờ. Tôi xong rồi EG ơi, hai cái tên còn sót lại Steel Will thì Circle nằm xuống rồi. Quả nết bỏ nhỏ quá đau của Starvin kết thúc nốt round thi đấu chiến thắng dành cho đội của Heroic. Liệu rằng round thi đấu này thì ý tưởng của đội bên phía team Heroic có được hay không nào? Refresh spam rất nhiều, cả cây điên cũng đang chủ động kê, có thêm nét bồi ra. Nhưng đây không phải là quả tham minh địch bò trong mini, nhưng Spock tan mất rồi. Sơ cứu nằm bò trong gara thì Star vẫn vớ đầu team Matic thành công. Britzy đi bài tờ tại bom site A. Và đây đang là một điểm đến clear dành cho anh chàng này. 20 giây còn lại thôi, Stewie Chukai đã lên được trên bom site A. Và Steven thì đang móc ở ngay sau. Cần có một người quay đầu lại để check vị trí Steven. Và bây giờ thì chỉ có một bạn đến từ vị trí Steven thôi. 4v2 lợi thế lúc này vẫn đang là quá lớn nghiêng về phía của Heroic. Và cũng xem hai lần này sẽ thủ bóng kiểu gì đây. Breezy góc nhìn lên Heaven thì T-Sys cũng rất từ tốn, chuẩn bị có flash giật búp ra để làm một tình huống ngạc nhiên tất cả những player tới từ EG. Còn lại Breezy rồi, Stewie đã áo xuống, nhấp nhả rất nhiều. Áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây xương khói mở nhân ảnh và ai biết tình ai có đậm đà. Chiến thắng dành cho Heroic 16-12. Như vậy là không có bất ngờ nào được xảy ra trong cặp trận thi đấu BO3 giữa các thành viên của Evil Genesis cùng với đó là Heroic.